Kính thưa quý vị, Việt Nam lần đầu tử hình bằng thuốc độc. Truyền thông Việt Nam đưa tin lần đầu tiên việc thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc đã được tiến hành. Hai năm qua, Việt Nam vẫn lúng túng trong việc tìm thuốc độc cho tử tù. Báo Petro Times dựa theo nguồn tin riêng, tường thuật việc tử hình đã diễn ra hôm 6 tháng 8 với tử tù Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1986. Theo tờ báo, việc thi hành án thực hiện ở trại giam Công an Hà Nội. Bị can bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án tử hình với hai tội danh giết người và cướp tài sản hồi năm 2010. Báo Petro Times nói một đồng phạm trong vụ án, Nguyễn Hải Hoàng, đã tự tử trong trại giam trước khi mang ra xét xử. Luật thi hành án hình sự trong đó có quy định về việc tử hình bằng tiêm thuốc độc thay vì bắn đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2011. Nhưng hai năm sau, Việt Nam vẫn không thể mua được thuốc từ bên ngoài, trong khi quyết định tự chế biến thuốc vẫn chưa mang lại kết quả. Ước tính Việt Nam hiện có 560 tù nhân đang chờ thi hành án tử hình.